Yes. Ôi, một ngày thứ bảy. Hồi nãy mình mới quay nguyên một dàn series. Nguyên một dàn series Creed đó. Tại vì mình làm trong nhà bếp. Chuyên môn một tuần thì có 2 ngày ăn nóng. Rồi 3 ngày thì ăn smørrebrød bánh mì. Chỉ có ngày thứ 6 thì mới có waffle intellect. Cho nên á, mình phải ra thực đơn. Thực đơn trong một tuần. Mình phải ra thực đơn trong một tuần. Thì tuần tới mình đã ra thực đơn, thực đơn rồi. Thì cái thực đơn của mình là thứ hai là bánh mì. Thứ ba là sinh nhật của mình thì mình sẽ làm chả giò. Nhưng mà ở trong đó thì không có người ăn chay. Cho nên mình sẽ làm chả giò chay. Rồi cộng thêm nữa mình làm cơm trộn á, giống như hình thức giống như cơm chiên á, nhưng mà nếu mình chiên thì nó lại quá nhiều dầu. Vừa mới có chả giò chiên rồi xong lại có cơm chiên, cho nên mình sẽ làm cơm trộn, có nghĩa là mình nấu cơm hơi khô khô xong rồi mình phi hành mỡ tỏi riêng, rồi mình xào với cà rốt, với đậu cu ve, với nấm, hành ngò, xong nó thơm lên, xong rồi mình đổ vào cái nồi cơm đó, mình trộn lên đều lên thì mình đổ ra cho nó bốc hơi đi, thì nó cũng hình thức giống như cơm chiên. Tại vì có nhiều người thì họ không có ăn được thịt, có nhiều người họ không có ăn được trứng đó. Cho nên mình làm một nồi cơm trộn chỉ có rau, hành ngò, tỏi. Rồi chả giò thì mình cũng làm ba loại chả giò. Chả giò thịt heo, chả giò tôm và chả giò chay. Có nhiều người ăn chay họ không ăn được trứng nữa. Đó là thứ ba. Còn thứ tư thì là bánh mì. Thì thứ năm thì mình sẽ nấu món mình nấu món món Thái, nấu canh Thái, canh gà Thái. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì bánh mì, thứ sáu thì cũng là bánh mì nhưng mà có thêm bánh waffle. Thì mình làm trong hotel đó, mình thấy họ có ra hai loại waffle, có nghĩa là một waffle mặn và một waffle ngọt. Có nghĩa là mình làm waffle ra để không, như vậy thì ai muốn trét món ăn ngọt vô thì trét. Còn waffle mặn á thì cho những người mà thích để những cái vật liệu dressing mặn. Mình có hai loại waffle như vậy, cho nên khi mình trộn waffle thì mình sẽ không có bỏ đường. Mình chỉ cho một tí muối, một chút xíu thôi, để cho nó hơi nhẵn nhẵn. Thì cái bánh waffle muối thì có thể ăn mặn được. Còn cái waffle mà không có muối ấy, thì mình có thể để ăn ngọt. Thì khi mình ra cái menu này á, thì nguyên cái sở làm họ rất là vui. Tự vì mười mấy năm nay cái người mà làm trước mình á thì là một con nhỏ người Ba Lan. Cho nên nó không có kiến thức làm món ăn Á Châu.
mà năm nay nó cũng chỉ nhỏ hơn con gái mình 2 tuổi, mà nó làm cách đây 10 năm, thì có nghĩa là lúc nó làm nó chừng cỡ hai mấy tuổi thôi, thì cũng còn thiếu kinh nghiệm, còn nhỏ tuổi. Thì những món ăn mà mình sắp sửa làm tới thì nó không có biết. Nó có làm ở nhà chứ không phải là nó không biết làm, nhưng mà cái cách nêm nếm của nó thì chắc có lẽ theo cái khẩu vị của nó, chứ không có hoàn toàn 100% là của người Á Châu. Thì sáng ra mình ngủ dậy xong cũng 9-10 giờ mình mới đi chợ, mình mới mua đồ về, xong rồi khiêng lên xong rồi mình lại sực nhớ là cái bàn ăn ở cái bàn, tại vì Noe này nó thường dùng cái bàn buffet đó. Đó thì cái bàn buffet của nó tụi nó để mặt bằng mà hơi hẹp. Hơi hẹp thì mình có đi làm trong hotel rồi đó, ở trong mấy cái conference lớn rồi đó, cho nên mình biết là một cái bàn rộng như vậy thì mình ở giữa bàn mình có thể làm thêm một tầng nữa, một tầng ở trên đó để mình để những cái nước chấm á, hoặc là những cái loại nước chấm như là xì dầu, tương ớt, hay là những cái sauce, hay là những món ăn phụ, thì mình để lên trên cái kệ nhỏ ở giữa đó. Mà mình thấy ở đây thì nó chưa có đó, cho nên mình về xếp hàng, xếp đồ lên bàn xong xuôi như nãy mọi người thấy đó. Xong rồi bắt đầu mình lại chạy ra đi dù là mình tính đi ra mình mua gỗ về mình đóng, nhưng mà tiệm gỗ đóng cửa rồi. Xong mình chạy ra dù là mình mua một cái miếng kệ với lại 4 cái chân. Thì mình mới mới gắn xong mới gắn xong thì tính thứ hai là mình mang lên sở làm, thì cái kệ đó sẽ để ở giữa giữa bàn, rồi ở trên cái kệ đó thì mình sẽ để những cái món ăn nhẹ nhẹ, hoặc là giấy chùi miệng hay là gì đó, hay là muỗng cà phê ăn bánh, chứ còn dao nĩa lớn nặng thì mình để đó cũng nguy hiểm, tại cái bề ngang nó hơi hẹp, thì nếu mà nó quá độ quá cao thì có thể nó bị lật ngược xuống. Cho nên mình làm xong hết rồi, nhưng khi mình tự làm hết như vậy thì mình giữ cái biên lai like đó, thì cái biên lai like đó mình sẽ nói chuyện với sếp economy kinh tế đó, thì coi họ có trả lại cho mình hay không. Còn nếu mà họ không trả lại thì cũng chẳng bao nhiêu, 300 mấy 400, để mình cho mọi người xem nha. Mình loay hoay là nãy giờ mình làm á, cho nên cũng hơi mệt, nó lôi thôi, nhìn nó lôi thôi lết thết chứ không phải là mệt, tại mình ở trong nhà nên mình cũng không có sửa soạn gì, không có trang điểm gì hết. Mình lấy cho mọi người xem nha. Đó. Mình mua một miếng ván như vậy, xong mình mua 4 cái chân như vậy, mình vặn vô, xong rồi ở dưới đây mình gắn cái đèn, hai cái đèn nó như vậy. Đó. Đó. Rồi khi mình để lên trên bàn á thì nó sẽ là như vậy. À, thì ở trên đây mình để những cái món ăn phụ ở trên cái mặt bàn này. À, thì cái diện tích của cái bàn đó hình theo mình nghĩ là khoảng 1 thước rưỡi, 2 thước gì đó, 2 thước rưỡi 2 thước, thì cái này sẽ nằm ở giữa. Thì tất tất cả những cái conference, những cái hotel nó đều có hết, nhưng mà cái chỗ này, cái con nhỏ này nó còn trẻ tuổi đó, nó chưa có từng có kinh nghiệm làm việc ở ngoài, cho nên mình tự thiết kế lấy. Cái này miếng ván với này tất cả là 435 đồng, luôn đèn pin tất cả 435 đồng, Yes. Nó có bao nhiêu đâu? mình chỉ mặc đồ áo thun bình thường ở nhà nha bà con, mình không có chân diện đó, là nguyên cái dàn CD credit để mình mua đó. Thường thường á, hồi xưa mình hay làm tỏi, mỗi lần xào nó mình làm tỏi tươi, nhưng mà khi mình chiên cái gì á thì mình mới dùng tỏi tươi, nhưng mà mình khi mình ướp á thì mình luôn luôn dùng tỏi bột đó, cái hiệu tỏi bột, tại vì mình quay cái ống kính về hướng này chứ cái chữ nó bị ngược, nó không có đọc được.
Rồi mình thêm một chút hành. Đó, này đó là hành nè, hành bột khi mình ướp á. Còn khi mình nấu phở gà hay là mình làm những món gì mà trong hình thức có gà là mình luôn luôn dùng gừng. Ví dụ như gà kho gừng, phở gà đó, là mình luôn luôn nấu có gừng. Thì bây giờ nó có loại bột này rồi thì mình không có mua củ gừng nữa, từ vì khi mình mua củ gừng hay là tỏi, củ tỏi về á, mình chưa có kịp làm á, nó bị mốc hoặc là nó bị khô. Rồi mình có mua cái loại nghệ nữa nè. Không biết cái này là nghệ hay riềng, mình cũng chưa có mở ra mình hửi. Nhưng mà mình biết cái này là nghệ chứ không phải là riềng. Nghệ màu vàng nè, mình thích lắm. Mình có cái nghệ này để mình làm bánh đúc bánh xèo. Tự vì cái bột bánh xèo mà mua trong bịch của người Việt Nam mình pha chế đó, là mình ăn xong là mình bị đau bụng. Mình nghĩ là nó chưa có hết hạn, nhưng mà mình vẫn bị đau bụng. Tại mình biết trong bột á, nó rất có rất là nhiều vi khuẩn, bacteria ở trong bột. Tự vì Việt Nam mình á, gạo á, người ta đánh tróc cái vỏ gạo ra rồi đó, xong rồi người ta đưa lên máy người ta xay, chứ không rồi gạo á, họ thóc á, họ để dưới đất á, họ cào họ dưới đất rồi rồi họ đưa lên trên máy, họ đánh cho nó tróc vỏ vẫy là gì đó, gì đó vỏ vẫy tróc đi, xong rồi họ giao qua cái hệ thống mà xay ra, thì ở trong đó rất là nhiều vi khuẩn bacteria. Cho nên nó mỗi lần mình mua cái bột bánh xèo mà trong bịch về á, chiên thì ngon nhưng mà mình ăn xong là mình bị đau đau bụng. Cho nên mình không có thích ứng được. Cho nên mình phải có nhiều khi á là mình làm bột Na Uy rồi mình pha thêm tí bột mà gạo vô. Đó. Chứ còn hoặc là lấy bột gạo rồi pha tí cái này vào, bột nghệ vào. Chứ còn mua cái bịch đó ghê quá, không được. Rồi có một cái nữa là dill. Cái này là mình thích ăn với lại cá lóc. Cá lóc á, thì cái điên là tiếng Việt Nam gọi là gì ta? Tự nhiên bây giờ bắt đầu mình quên chữ đó rồi. Đó. Thì làm với cá lóc, thường thường mình mua một cái cây dài á, những cái nguyên cái cây của nó đó thì nó ngon. Mình ướp vô xong rồi mình hấp với cá lóc hay là mình cuốn bánh tráng, nó hấp cuốn bánh tráng thì rất là ngon. Nhưng mà để lâu cũng không được. Tại mình ở của mình để lâu ăn thì nó hư. Nhưng mà mình dùng để mình ướp. Rồi nếu mà mình muốn cuộn rau sống bánh tráng á, thì mình mua thêm cái bó đó nữa. Thì mình để mình khi mình hấp mình bỏ vô chung nữa mình hấp lên. Nhưng mà cái này mình ướp á, thì nó thấm vô trong cá nó thơm hơn. Rồi mình hấp lên mình cuộn rau sống bánh tráng. Cá lóc với dill. Dill tiếng Việt Nam là cái gì ta? Tự nhiên bây giờ mình quên hết rồi. Tại nguyên cả ngày nãy mình đi chợ khiêng về rất là nhiều nên cũng hơi mệt. Đây là cái hộp bill. Nếu mà mình vô mấy cái tiệm mà Indisk hay là Thổ Nhĩ Kỳ á, mình mua trong mấy cái bịch đó, nó rẻ hơn ở đây rất là nhiều. Nhưng mà tự vì mình nghĩ đến vấn đề vệ sinh á, thì mình thấy nó mình sợ nó không có được an toàn. Chứ còn mua ở mấy tiệm đó thì nó rẻ hơn. Nhưng mà khi mình mua ở đó xong mình phải về mình bỏ vô mấy cái lọ rồi mình ghi tên rồi vô. Để mình mới nhớ đó. Thì cũng hơi mất công mình làm biếng. Còn trong mấy cái mà nhà hàng á, mấy người mà đầu bếp chuyên chuyên nghiệp á là họ dùng
họ chuyên môn dùng bằng những cái hộp này không ạ? À? Thì khi họ xếp lên kệ đó, nhìn nó rất là đẹp, giống như nãy mình quay phim cho mọi người xem á, đó. Đó là nhà bếp thứ thiệt á, là họ chỉ dùng loại này thôi, chứ họ không có mua mấy cái đồ của trong bịch cột túm lại của tụi Thổ Nhĩ Kỳ, Indies Việt Nam rồi đâu. Đầu bếp mà chuyên môn là họ chỉ mua những cái này họ xếp trên kệ đó. Đó. Nó tuy mắc nhưng mà khi mà Martin Sinn đó, họ tới họ kiểm tra đó, họ luôn kiểm tra luôn cả những cái thực phẩm khô đông đá của mình nha. Cho nên khi mình mua cái này á, trong hộp như vậy á, thì nó có đề ngày giờ hết hạn. Ừ. Rõ ràng. Cho nên nếu mà mình mua ở phía bên Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan hay Việt Nam á, có nhiều nó vô bọc cân ký bán á, nó không có để ngày giờ tháng hết hạn. Mà nếu mà Martin Sinn nó tới nó kiểm tra thì rất là nguy hiểm. Ừ. Cho nên nó mắc nhưng mà nó an toàn, và mình cũng không có bị mất đi cái bằng cấp của mình với cái công việc là nghề nấu ăn. Ừ. Đó là nguyên do như vậy. Tại vì mình làm ở nhà thì mình muốn làm sao mình làm, nhưng mà mình khi mình làm cho người khác ăn á, có tính chất buôn bán á, hay là service á, dịch vụ á, là phải cẩn thận. Ừ. Thì mình có mua thêm một cái nữa, gọi là nó trộn đều hết rồi, là cái món nước chấm của Italia. Khi mà mình đổ trộn lên trên trên rau cải á, hoặc là trên spaghetti hay là pasta đó, là món ăn của Ý, thì nó trộn sẵn hết cho mình rồi, thì mình về mình chỉ trộn với nước rồi chút dầu hay là chút rượu trắng, dầu ô liu á nha, thì nó rất là ngon. Mình mua nguyên một hộp, nó làm hết rồi. Mình cũng thích palasicum gì đó. Đó, cái loại mà ăn với lại ous núm như nè, với lại tomato thì phải có cái đó, palasicum. Nhưng mà mình quên mua cái loại lá đó, nhưng mà không sao, mình có cái này mình trộn rồi mình mua thêm cái lá đó là mình để lên thì cũng được, không sao hết. Thì nó tươi hơn, tại cái lá đó mình mua một chậu về mình ăn không kịp nó cũng hư. Đó. Nên có cái này để mình pha với dầu với tích rượu trắng đó, với tí nước. Như nãy mình nói, trong sở làm mình á, có nhiều người họ ăn chay á, mà nếu mà mình, trong đó người Na Uy họ thích ăn taco lắm, là món của Mexico đó. Đó, thì nhưng mà trong đó có hai người họ thích ăn món này nhưng mà họ ăn chay, cho nên mình mua một cái hộp này. Đó. Tự vì trong cái chỗ mình làm đó, thì cái đầu bếp cũ á, họ đặt hàng ở một cái chỗ khác, họ không có đặt ở Stukas, ở Mudunudu gì đó không biết, thì chỗ đó nó chở tới nó giao hàng. Ừ. Nhưng mà mình không được đặt ở Asco, thì Asco với điều kiện là mỗi một tuần mình phải mua ít nhất 50.000, hay là mỗi một tháng mình mua phải ít nhất 50.000 thì Asco nó mới trở về. Nhưng mà Stukas á, thì nó không có dịch vụ trở về, trở tới cho mình. Còn chỗ Nudo gì đó, tụi nó đặt mình không nhớ tên, thì nó trở tới, không cần là lượng hàng nhiều hay ít, nhưng mà hàng hóa của nó rất là mắc, rồi cộng thêm cái cước phí nó chở nữa. Ừ. Thì mình có nói là nên đặt cái chỗ này Stukas, nhưng mà không có người đi lấy hàng, thì mình nói là mình sẽ đi lấy hàng giùm cho. Tự vì giờ làm việc thì 8 giờ, nhưng mà ở Stukas thì nó mở cửa 7 giờ. Thì mình sẽ đi sớm hơn một tiếng, thì mình tới đó 7 giờ mình lấy hàng xong rồi. Mình chở vô chỗ vô sở mình làm, mình mang lên. Ừ. Thì mình đã có ý kiến như vậy, nhưng mà chưa có buổi họp. Đó là mới sự suy nghĩ của mình ra thôi. Cho nên rất trong đó thiếu rất là nhiều. Trong cái chỗ mà đặt hàng đó cũng không có món hàng mà mình tính mua để làm, mà
mà có mua ở đó thì nó cũng so với store cost nó cũng mắc hơn rất là nhiều. Cho nên mình bỏ tiền túi ra mình mua. Hôm nay mình mua tổng cộng hết tất cả là 10 ngàn. Luôn tính luôn cả cái kệ nãy mình tự đóng á. Đó. Hết tất cả là 10 ngàn. Thì mình giữ hết mấy cái bill á. Mấy cái hóa đơn á thì để mình tính lại với sở làm. Thì mình biết ở trong đó thì cũng có một người Indonesia, hai người India, với lại người Na Uy họ cũng thích ăn món India, đó. Cho nên mình mua tandoori. Tandoori là mình xỏ cay nướng nè, ăn với salad dressing, rồi ăn với cái loại bánh mì của nó đó, bánh mì của India. Thì nếu mình không có làm bánh mì đó được thì mình tự làm lấy cho tụi nó. Rồi cái này là tikka masala. Cái này thì nó gần giống như loại là creed đó cái creed đó thì cái này có thể nấu được giống như cái xì linh với lom hay cứ món gì đó. À, món này nấu với yogurt. Tụi nó thì không có nấu với Indis, có khi nó nấu với couscous mà đa số thì nó nấu với yogurt giống như tụi Thổ Nhĩ Kỳ á. Thổ Nhĩ Kỳ thường thường thì nó nấu với yogurt nhiều hơn là nó nấu với couscous nước dừa. Thì cái này cũng là của Indis, cái này là garam masala. Cái này là để nấu với scordia, là với fish. Còn cái nãy mình đưa lên á, tikka masala, thì cái này là nấu với thịt, tất cả các loại thịt. Còn cái này á, thì nấu với tất cả các loại scordia, là cá, tôm rồi đó. Thì nấu với cái đó, mình cũng mua. Rồi như nãy mình nói là người Na Uy họ thích ăn món taco lắm. Thường thường là mỗi thứ sáu là trong gia đình nhà họ đó là mà có con nít đó, nhất là những người mà có tuổi con nít mà có lứa tuổi ung đông á, là tụi nó hay thích ăn món taco lắm. Đó. Thì mình cũng mua taco crepe à. Nó một cái hộp như vậy nè, nó mới nhiều mới lâu. Đó. Mà khi cái hộp này nếu mình dùng đẹp á thì mình cũng có thể đi ra tiệm Asia đó, mình mua xong rồi mình đổ vào đây thì nhìn khi mình xếp lên kệ đó nhìn nó đẹp và nó có cái này là mình cũng dễ thấy à, mà cái hộp này cũng giữ rất là lâu lắm nha. Mà phải chú trọng là cái ngày khi mà cái hộp này nó hết hạn rồi đó, thì cũng đừng có sử dụng lại, mà nếu có sử dụng lại thì mình dán một cái miếng tem lên đây đó, là cái ngày tháng mới rồi mình đổ vô đó. Chứ đừng có để ý cái này lại. Nếu mà tụi mà Martin xin nó tới nó control á là rất là nguy hiểm. Thì cái này nó cũng tựa tựa cũng là Mexican mob, nhưng mà cái này thì ăn với cái bánh này nè. Còn cái kia thì nó ăn với taco shell. Taco thì ăn với taco shell. Còn cái này thì nó ăn với cái bánh này. Thì mình cũng mua luôn. Thì coi như phải nói rằng là thịt thì loại thịt nào nó cũng giống nhau, loại cừu thì cừu nào cũng giống nhau, cừu ở Việt Nam hay cừu Na Uy hay là cừu ở Đan Mạch, cừu nào nó cũng giống nhau, heo heo nào ở nước nào heo cũng nó cũng giống nhau, phải không? À, gà cũng vậy, chỉ có gà già hay là gà non thôi, gà nuôi chạy hay là gà gà nhốt chuồng, thì cái thịt nó dai hoặc là mềm, là tùy. À, gà nhốt chuồng á, thì thịt nó mềm hơn, còn gà chạy á, thả rông á, thì thịt nó dai hơn. Nhưng khi mình ăn á, cái hương vị nó khác nhau là do những cái gia vị này. Những cái gia vị này nó làm cho cái con gà mình, cái miếng gà mình ăn vô mình tưởng tượng là gà thế này, gà thế kia, gà thế nọ. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Cho nên mình mua hàng loạt những cái món thịt này để sẵn. Thì tuần tới mình sẽ ra menu.
menu mới nữa. Thì mình có nói rằng là thì tôi rất là háo hứng nấu món ăn Việt Nam hoặc là món ăn Á Châu. Tôi chỉ sợ là các anh các chị ăn hoài cũng sẽ ngán. Thì mình được nhận cái tin nhắn trở lại rằng là tất cả mọi người rất là hào hứng mong chờ mình nấu những món ăn Á Châu. Chưa có một cái thể hiện gì gọi là nhàm chán hay là bất mãn hay là không thích thích. Chỉ có những người ví dụ như họ ăn thịt mà không có nên trộn với tôm. Vô như gì chả giò mà trộn thịt trộn tôm vô một lúc họ không ăn được. Một là thịt, hai là tôm, ba là cá, coi như là riêng riêng ra, chứ họ không có, người Tây phương họ không có ăn kiểu mà hùm bà lằng xá cấu như mình được. Mình nói tiếng Tàu á, hùm bà lằng xí cấu á, họ không có ăn kiểu đó được. Họ ăn cái món gì ra món đó. Ví dụ họ ăn xong cái dĩa thịt rồi xong rồi họ dư họ bứt đi, họ đổ đi. Một là họ lấy dĩa mới, hai là họ tráng cái dĩa đó đi rồi họ lấy cái thêm một món nữa là món tôm món cá gì đó. Chứ không có giống như mình mà ăn hầm lặn xí cấu, một chén cơm lúc thì va miệng, va vô miệng mấy miếng thịt, xong chập hồi sau gấp va vô miệng mấy miếng cá. Họ không có ăn cái kiểu như vậy. Cho nên họ nói với mình là nếu mà làm chả giò thì có một người không có ăn thịt được, nhưng mà họ ăn tôm được. Thì có nghĩa là mình sẽ không có trộn thịt với tôm vô với nhau. Rồi có người thì tới dặn với mình là họ ăn ăn chay và cũng không ăn trứng nhưng mà họ uống sữa được đó. Thì những món ăn đó có đổ sữa vô được hay đổ yogurt vô được hay là đổ cocosmel vô được cũng không sao nhưng mà tuyệt đối không có nên bỏ trứng vào. Cho nên mình làm tính làm cơm chiên Dương Châu đó. Thì mình cũng biết chắc là người ta không có thích ăn vừa trộn vừa thịt với tôm vô rồi trứng vô ở hầm mà lặn xí cấu, họ không làm được. Chẳng thà là làm cơm chiên 3 phần, một cái là chiên chung với thịt, một cái là chiên chung chung với tôm, rồi còn một cái là chỉ có rau thôi. Còn trứng thì mình cũng có thể bỏ vô trong tôm hoặc là trong trong thịt cũng được. Thì người ăn thịt cũng ăn trứng được, mà người ăn tôm thì cũng ăn trứng được, nhưng mà người ăn chay thì có người không, họ không ăn trứng được. Cho nên cũng vui, có nhiều người thì thấy hơi bực mình tại vì rắc rối phải làm kiểu mà nhiều phần ăn á, nhưng mà đối với mình thì mình không có thấy gì rắc rối. Ví dụ mình cuốn chả giò thì một chậu nhỏ chả giò không thịt, còn một chậu thì có thịt, chỉ vậy thôi. Rồi mình cuộn lên, thì nếu mà người không ăn thịt thì mình cho nấm á. Nấm vào thì nó giả như là thịt hả? Hoặc là tàu hũ vậy thôi, đơn rất là đơn giản, đối với mình không có gì khó khăn. Còn nếu mà người không ăn tôm thôi mà không ăn thịt thì mình cuộn tôm, một cái tô nhỏ có tôm mà không có thịt. Còn cái ngày mà thứ năm mình làm món gì ta, hình như là mình hơi mệt cho nên cái đầu óc mình không có được nhạy bén. Thứ năm thì mình làm thứ hai thứ ba chả giò. Thứ năm mình làm gì mình quên mất rồi, để coi đây. Mình nói đúng là mình già rồi đó, mình lẩm cẩm rồi đó, không phải đâu, mà tại hôm nay mình mệt quá. Hôm qua mình đi làm về là 6 giờ, mà đường lái xe từ Oslo 10 Furuset á mà chạy về nhà mình á, tại vì nhiều người họ nghỉ lễ mùa đông á, họ thứ sáu họ bắt đầu mới ra lái xe ra khỏi thủ đô. Họ nghỉ lễ mùa đông cho nên nó quá trời là kẹt xe, là một cái. Thứ hai nữa là đường trơn, ở tuyết nó vừa tan, nhiệt độ cao thì tuyết nó tan rồi mưa đó. Nhiệt độ vẫn còn lạnh cho nên nó đóng băng trơn trượt, cho nên người ta chạy cũng cẩn thận. Từ nhà tự mình xong là 4 giờ mà mình chạy về tới nhà là 5 giờ rưỡi, một tiếng mấy đồng hồ mình mới về tới nhà. Về tới nhà xong là 6 giờ mấy, mình
thảy đồ đạc ra cái là mình nhảy lên giường mình ngủ luôn. Tại vì thường thường là mình hay làm ca đêm á, mà hôm qua thì mình phải làm ca sáng, mà trước bữa trước nữa là mình cũng làm ca đêm rồi, cho nên mình ngủ chung đêm hôm đó là mình ngủ chỉ có 3 tiếng à. Sáng ra đồng hồ là 6 giờ báo thức là mình phải dậy mình đi làm, là 8 giờ mình có mặt ở đó, cho nên 6 giờ rưỡi về tới nhà, 5 6 rưỡi về tới nhà mình, 7 giờ mình nhảy lên giường luôn. 7 giờ mình ngủ 8 9 10 3 tiếng đồng hồ. 10 giờ mình thức giấc dậy, đói bụng. Đói bụng. Xong rồi mình ăn một tô phở, phở bò. Xong rồi ăn xong là mình ngủ tiếp. Đâu, mình trả mấy cái rài ninh, rồi mình gửi mấy cái mail. Xong rồi cái bắt đầu là mình ngủ luôn. Ngủ từ, nói vậy chứ cũng khuya nha. Hôm qua tới 1 giờ rưỡi, thức dậy 10 giờ ăn uống xong 1 giờ rưỡi, một đêm mình mới ngủ lại. Rồi đến 9 giờ 10 giờ mình thức giấc dậy, cũng trung bình 7 8 tiếng. Lúc mà mình lái xe đi chợ, mình muốn ngủ gục ở trên xe luôn á. Mình phải tự nói với mình thức dậy đi, thức dậy đi, thức dậy đi. Đó. Để mà lái xe, nhưng mà khi mình xuống mình đi chợ thì nó tỉnh táo lại. Nhưng mà cũng tỉnh táo nghĩa là mình không buồn ngủ, nhưng mà cứ nhẩm lẩm bẩm là mình mua cái gì, mua cái gì, mua cái gì. Đó, cứ lẩm bẩm như vậy. Đó, rồi khiêng lên khiêng xuống mấy chuyến, mấy lượt mới lên mang đồ hết lên nhà, còn bao gạo, sushi nằm dưới xe á. Ừ. Rồi mua bánh nữa, mua nguyên cái bánh Massibon, có cái bự thì là bự gì. Rồi thêm hai cái bánh apricot kia, tại thứ thứ ba là sinh nhật của mình. Ừ. Thì mình làm bánh quá đi thôi, không 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 có đủ, không có kịp giờ. Thành thử nếu mà mình nói là mình mua vật liệu, rồi mình tự làm thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn hơn là mình mua, nhưng mà thời giờ mình không có. Cái thời giờ mà mình để mình ngủ thêm được một chút nữa để cho nó tỉnh táo, cho nó thoải mái tinh thần, hoặc là mình đi làm cho người ta là cũng 300 đồng một giờ, nếu mình đi làm cho người ta 2 giờ là hết 600 đó, thì bằng cái bánh, thay vì cái bánh mình mua là bánh Massibon mà hình vuông bự thiệt bự á, ở Smart Club á, là cũng 900. 900 mà nếu mà mình dùng thời giờ mình làm hết 3 tiếng đồng hồ, 3, 3, 6, 7, 8 cũng 900 rồi. Ồ, 3 tiếng mà mình đang mệt mỏi, cần ngủ. Mà nếu mình 3 tiếng đó mình phải đi làm của mình cũng kiếm được 900. Mình cũng mua được cái bánh như vậy. Thì thôi. Thôi mình quyết định mình mua cái ổ bánh đó luôn. Rồi mua hai cái marzipan cọt kia. Hai cái apple cọt kia bự thì là bự. Cũng 200 cái luôn mâm rồi á. Thì 400 nữa. Thì cũng tổng cộng cũng chỉ có 1.500. Hai cái marzipan bự. Hai cái apple bự. Rồi mình tính là mình sẽ làm thêm kem France á. Làm thêm một ổ kem France bự nữa. Tin tất xa là đủ rồi, là ngon rồi. Còn nãy mình nói là thứ mấy mình là thứ năm mình làm gì đó hả? Thì mình làm món Thái chilling soup. Thì mình cũng có mua cái kỳ để đó rồi. Thì mình lục trong tủ đá đó, thì nó còn lại đâu 5-6 hộp mà đùi gà nướng. Thì đùi gà nướng mà lấy ra nấu súp là lúc súp quá rồi, khỏi mất công mình ướp. Thì nếu mà mình mua mà shilling filet đó thì về mình cũng phải ướp. Thì cái này mình sẵn có đùi gà nướng đó, trong tủ đá rồi thì mình nấu. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái gia vị mà của Thái Lan nấu shilling soup nha. Rất là ngon luôn. Là cái hiệu này nè. Ôi, nó ngược chữ hả? Các bạn đọc không được. Nhưng mà để mình đọc cho, nó tên là Tom. Tom Kha Pasta. Tom Kha Pasta của Thái Lan á. Thì nó làm sẵn hết cho mình đây rồi. Thì mình mua bốn hộp cho sở. Với lại 5 hộp shilling, thì 5 hộp nó là 6 cái đùi.
Seedling thì mình nấu cho nó có gọi vị gọi là seedling thôi, chứ mình cái nước súp này cũng là ngon lắm rồi. Đó. Thì mình nấu thêm một nồi cơm. Rồi mồi làm thêm một 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 tô xà lách trộn với dưa leo này nọ đó, tomato này nọ, xong rồi mình chiên thêm mấy ổ trứng omelette đó. Đương nhiên trứng omelette thì mình chiên với hành, với tomato đó, với nấm. Thì coi như một phần ăn thì có một tô súp, một dĩa cơm, với lại trứng với rau đó. Thì coi như là omelette ăn với trứng với rau rồi có tô súp bên cạnh nữa. Đó là ngày thứ năm. Thì thứ sáu thì là bánh mì bình thường, nhưng mà mình coi nó hai mình vô đó thì 2 ngày rồi, thì mình thấy bánh mì thì mọi người mà ở Na Uy rồi thì cũng biết cái kiểu là bánh mì Polack á, thì cứ như là bánh mì nó để ra ai muốn cắt mấy miếng thì cắt, rồi ai muốn chét cái gì thì chét, riết cái salad hay là Italian salad, uxin kia, rồi nó để đầy bàn đó đó, muốn là muốn chét muốn nhét cái gì đó thì nhét. Nhưng mà mình tính là mình sẽ làm cái kiểu grab, một thứ sáu thì mình sẽ làm cái kiểu grab cho nó, là mình trộn mình gói lại thành một bó cho nó đẹp, tại mình có làm trong mass production là thức ăn mà đưa lên phi trường á, một là họ bán trong phi trường, hai là họ đưa lên máy bay, cho nên mình học rất là nhiều cách thức làm món ăn ăn trưa. Như vậy rồi mình sẽ làm kiểu một bánh mì Việt Nam á, bánh mì pate, bánh mì kẹp á. Rồi mình cũng sẽ làm pate, hoặc là mình đặt pate về thì mình làm kiểu bánh mì kẹp rồi gói lại cho nó, xong mình cắt ra có giấy gói bẻ đôi lại, hoặc là bánh mì kiểu mà bánh mì sandwich mà kẹp 3 4 tầng lại đó, xong mình gói lại, xong rồi mình cắt làm đôi, mình bẻ ra như vậy nè, thì nó sẽ nhìn ở bên trong có cái gì hả, thì có người ăn được trứng thì ăn, có người ăn tôm được thì ăn, có người ăn xiên kia được thì ăn. Mình tính sẽ làm như vậy. Thì mình cái cách mình làm như vậy thì sẽ đối với mình thì có thể là mất thêm thời gian, nhưng mà đối với những người họ chỉ có nửa tiếng ăn mà tới phải đứng xếp hàng để chờ lấy đồ ăn, rồi xong rồi phải xếp hàng đi trả dĩa đũa muỗng lại, thì cái thời gian họ ăn lại còn có 15 phút chứ nhiêu, chưa kể là phải đứng phải tự tự chét bánh mì nữa. Rồi, hết rồi còn bao nhiêu phút để ăn đâu. Cho nên mình tính là mình sẽ làm smear butter sẵn luôn cho họ luôn. Rồi mình ghi chú ra là cái này có cái gì trong đó. Ai thích ăn cái gì thì lựa lấy ăn cái đó. Tại vì họ sợ là khi mà mình làm sẵn như vậy á, thì nó sẽ còn thừa. Thì họ không thích cái thức ăn mà còn thừa sẽ vứt đi. Nhưng mà đâu có sao, nếu mà thức ăn còn thừa thì mình sẽ gói kỹ lại bỏ trong tủ lạnh. Thì cái kiểu mất hoặc cái đó mình vẫn dùng lại sau một ngày nữa cũng được, đâu có sao đâu nếu mà mình bỏ vào tủ lạnh. Tại cái này đâu phải là hình thức bán. Cái này hình thức gọi là canteen đó. Đó. Thì mình gói kỹ lại mình để vô, tại đâu có ai rờ mó ở trong cái đó đâu, tự vì thức ăn mà mình đưa lên trên phi trường á là họ mình luôn luôn dán cái nhãn vô là cái ngày thường thường là trong vòng 3 ngày mới hết hạn đó. Cho nên nếu mà trong căng tin ăn không hết á thì mình cũng có thể gói lại rồi bỏ cho tủ lạnh, vẫn có thể dùng được một ngày hôm sau đó. Thì dự định của mình là như vậy, coi như mình vô đó là mình đổi mới hết luôn. Thì khi mình nói chuyện với người sếp ở trong văn phòng á, họ nói mày toàn quyền quyết định, chúng tao không có ý kiến gì hết, chúng tao không có làm cái một cái budget, ra một cái budget cho cái căng tin này, cho nên mày cứ muốn mua muốn làm cái gì toàn quyền mày quyết định. Nhưng mà toàn quyền quyết định, nhưng mà mình cũng phải nói thông báo với họ, chứ không phải là mình toàn quyết định là muốn làm gì mình làm đâu, phải không? Mình con người có học mà, mình biết những cái luật lệ như vậy chứ. Cho nên mình nói là họ nói toàn quyền quyết định, nhưng mà cái chỗ họ đặt hàng á
mình không có vừa lòng, cái thứ nhất là rất là mắc. Cái tiền tiết kiệm đó mình có thể đi mua dùm cho họ. Đằng nào nó cũng tiện đường, mình nằm giữa con đường mình tới đây thì mình tạt ngang vô, mình phải lên xe một chút rồi mình chở vô sở làm, đâu có sao đâu, tiết kiệm được rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là nó có những mặt hàng mà rất là ngon, tươi, rẻ, mà những cái chỗ kia nó không có. Ở ở Sucos, chỉ có Sucos là có bán thức ăn Asia. Những chỗ khác là cũng có Asia, mà cái Asia kiểu mà nó lai hóa lại cái kiểu Tây Âu Châu rồi á, nó không có hoàn toàn là cái phẩm chất đó nữa. Đó. Cho nên ngày mai cái bánh cuốn chả giò thì họ có, họ đặt rồi, nhưng mà mình vẫn mang xe cua theo cái bánh tráng của mình phòng hờ, nếu mà nó có bị hư hoặc thiếu thì có cái bánh tráng của mình. Thì cái bánh tráng hôm bữa mình giới thiệu đó, cái bánh tráng nó rất là ngon, làm được gỏi cuốn mà cũng làm được chả giò. Khi mình chiên á, mình bỏ vô dầu á, nó không có nổ đó. Với lại mà lỡ mà hai cái chả giò nó có nằm cạnh nhau á, nó cũng không có dính chặt lại với nhau. Nên loại bánh tráng này rất là ngon, thì để mình cho mọi người xem cái loại bánh tráng gì mà mình nói nó ngon nha. Nó bự á, nó dễ cuốn, dù mình bỏ nhân ít cũng được, mà nhiều bánh tráng đó, thì nó mình chiên á, nó giòn mà nó không có rách. Chứ còn mua bánh nhỏ á, thì mà bỏ thịt nhiều á, thì khi mình chiên á, nó dễ bung. Nhưng mà cái này á, mình bỏ vô dầu mình chiên nó không bao giờ nổ. Mà nó không có dính hai cái bánh lại với nhau. Đó. Cho nên mình thích lắm. Mình mà cái này ăn gỏi cuốn cũng được. Mà bánh tráng này mình ăn không bị đau bụng. Mình mà ăn cái mấy loại bánh tráng kia là xong là mình cũng bị đau bụng, giống như là mình ăn cái loại bánh xèo kia đó. Mình nhìn thì nó cũng vẫn còn cái ngày á, cái ngày chưa có hết hạn, nhưng mà mình vẫn bị đau bụng. Tại vì theo mình biết á, là trong cái bột gạo hay bột mì hay bột năng hay là trong bánh tráng hoặc là trong bún, nó có bỏ một loại thuốc, thuốc đó để cho người ta làm giấy á, giấy mà giấy học, giấy mình in ra đó, giấy mình viết á, cái loại thuốc đó bỏ vô để cho cái tờ giấy nó trắng. Chứ các bạn nghĩ đi, gỗ, gỗ nó màu gì? Gỗ nó màu nâu mà khi mà nó xay nhuyễn ra để làm thành giấy thì nó đâu có màu trắng như mình thấy tờ giấy đâu, tờ giấy trắng đâu. Nó phải nhỏ một loại thuốc vô để cho cái nước bột gỗ đó thành màu trắng, cho nên mình mới có cái trang giấy màu trắng. Thì khi mà mình mua bánh tráng á, bánh tráng nè, bún nè, bột mì, bột gạo nè, mà mình thấy nó trắng tinh á là nó bỏ thuốc vô. Nó bỏ thuốc vô để cho làm cho cái bột nó trắng lên. Mà mình khi mình ăn á, nó có cái loại thuốc nó vô á, là mình bị dị ứng. Và rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm luôn á. Cho nên không có tốt cho sức khỏe đâu nha. Nếu mà ai mà có cảm tưởng mà bị giống như là bị đau bụng, mà nó đau ngay chỗ bao tử, nó đau phía trên bụng mình nè, mà nó khó chịu nhợn nhợn ngay chỉ cái cuống họng mình á, tiếng Na Uy hay là tiếng Thụy Điển nó gọi là Hansbrand. Hansbrand có nghĩa là giống như cái cổ nó giống bị cháy á. Thật sự nó dùng chữ như vậy, mình dịch sát nghĩa gì đó. Tiếng Na Uy, tiếng Việt Nam Na Uy nó gọi là Hansbrand á. Kiểu nó ợ thì cũng không ợ lên, mà nó khô khô thì cũng không hẳn khô, mà nó làm sao rất là khó diễn tả trong cuống họng. Mà cái đau thì nó đau ngay tức tức ngay chỗ này, rồi nó đau đi ra phía sau cái phía này của mình. Đó là không phải mình bị đau bao tử đâu, đó là do thức ăn đó. Trong thức ăn nó có những cái loại thuốc đó đó. Cho nên khi mình mua cái bánh tráng này nè, thì các bạn thấy nó đâu có trắng tinh đâu, nó còn hơi màu đục đục phải không? Đó, đó là nguyên chất cái bột gạo của nó là như vậy đó. Cái gạo mình xay ra, cái gạo mình xay ra nó đâu có trắng đâu. Thì khi mình xay ra nó không trắng thì cái bánh tráng mình nó đâu có trắng đâu, phải không? Mà nếu mà các bạn mà mua cái loại bánh tráng mà thấy nó trắng tinh á là nó bỏ thuốc á, đừng nha, đừng có mua. Hồi xưa mình cứ thấy bánh trắng trắng là mình ham thôi, mình không hiểu. Đó.
Mà mỗi lần mình ăn cái đó là xong là mình về mình bị đau bụng, rất là khó chịu. Ừ. Cho nên các bạn mua bún cũng vậy. Đừng có ham mà loại mua cái cọng bún trắng tinh. À. Còn cái chả giò thì phải có nấm mèo bún tàu. Bún tàu cũng vậy. Đừng có ham mua mà cái cọng bún tàu nó trắng quá cũng không cần thiết. Ừ. Mà bánh tráng này mình ăn mình không có bị đau bụng. Ừ. An toàn, thực phẩm an toàn. Ừ. Cái đó là những cái gì mình chia sẻ chứ không phải là mình muốn khoe cái mặt hàng này rồi nói xấu cái mặt hàng kia, nhưng mà mình nói lên những cái dị ứng khi mà mình ăn những cái món ăn Việt Nam. Ừ. Nên mình lúc nào cũng có là một loại thuốc. À, mình để mình cho các bạn xem loại thuốc gì. Khi mà các bạn mà ăn món ăn Việt Nam xong, một hồi lâu mà các bạn thấy có một cái gì hơi lạ lạ, cái hơi đau bụng mà đau kiểu như diễn như mình diễn tả hồi nãy đó, thì có một loại thuốc có thể chữa trị được. Mình cho các bạn xem nha, cái loại thuốc này dùng là để chữa trị đầy hơi. Nhưng mà cái hình thức này nó cũng tương tự như vậy. Tự vì cái thuốc này á, nó sẽ làm cho mình đầy hơi. Khi mình ăn những thực phẩm có loại thuốc đó, nó sẽ làm cho mình đầy hơi. Đó. Để mình lấy cho các bạn xem đó. Mà các bạn biết không, cái loại thuốc này nè, cái nỗi mình đi làm mình cũng gói theo một vài viên để sơ cua, tại vì mình không biết là mình dị ứng bất cứ một cái gì. Thì mình có đi test allergy rồi, thì người ta test thử máu á, allergy á, thì mình không có bị allergy cái gì hết. Sau khi thử máu họ chỉ nói là mình nên uống thêm vitamin D, ngoài ra thì không có gì hết. Họ với giang tablet, ừ. Chứ còn không có bị một cái dị ứng gì hết, mà cái này mà họ không tìm ra. Đó. Cho nên chị mình bị đau bụng gọi có thể nói là bị nhiều năm lắm rồi luôn á, nhưng mà sau khi mình tìm được loại thuốc này là mình hoàn toàn hết từ năm 1000 năm 2020. 20 cũng chưa hết, mình đi bắt ông bác sĩ Phương, ông cũng không tìm ra. Mình vô tình là mình vô tình thì là mình đúng rồi, năm 2010 2010 mình mới đi làm, lúc đó mình làm trong UBS, thì mình có kể cho con nhỏ bạn ở trong sở làm, con nhỏ đó là người India, mà nó cha mẹ nó India nhưng mà nó được sinh ra và lớn lên ở đây, thì nó mới kể là mày bị đầy hơi chứ không phải là mày bị đau bao tử đâu. Tại vì theo các bạn biết là món ăn India rất là nhiều dầu mỡ gì, nhiều couscous, nhiều yogurt này đó không? Đó, mình có ăn món ăn India một lần mình chạy luôn á, mình sợ luôn á. Đó, về là mình ói mửa luôn. Ừ. Mình ăn có một lần món ăn India trong đời thôi, không bao giờ ăn nữa. Về tới nhà hỏi là muốn mửa ra cũng mửa không được. Rất là khó diễn tả luôn, đến bây giờ mình còn nhớ cái cảm tưởng nó như thế nào. Đó. Nó nói vậy mình tin nó liền. Đó. Mình sực nhớ là lúc hồi mình có lần ăn món India. Đó. Thì nó mới nói mình là nên đi bác sĩ tìm mua thuốc đầy hơi. Ừ. Thì khi đó mình mua thuốc đầy hơi thì có một mình tới ông bác sĩ Phương, mình nói bác sĩ Phương ơi, cháu tìm ra cái bệnh rồi, cháu không phải bị đau bao tử đâu. Những cái thuốc bác cho cháu không có hết. Nhưng mà cháu nghe nhỏ bạn nó nói là cháu bị đầy hơi thì bác có thể cho cháu thuốc đó được không? Thì ông ta cho mình cái thuốc đầy hơi mà không phải là thuốc này đâu nha. Xong rồi vô tình thì là mình đi mua, thì đi ra tiệm thuốc tây lấy thuốc, thì họ nói là cái loại thuốc bác sĩ Phương cho hết rồi, không còn nữa, nhưng mà có loại thuốc này nè, nó tương tự với loại thuốc của bác sĩ Phương cho. Cái mình nói cũng được, miễn sao tôi không còn đau là tôi mừng rồi. Thì là họ cho mình cái toa này, cái thuốc này, thì mình về mình thấy cái thuốc này với thuốc ông bác sĩ Phương cho thì cái này nó có hiệu quả hơn. Khi mình uống ô một cái là nó khỏe rơ ro luôn, nhưng mà có cái là bạn lái xe á, bạn đừng, trước khi bạn lái xe bạn đừng có uống thuốc này nha. Mình để ý mình uống thuốc xe này là mình hay buồn ngủ lắm. Ừ. Cho nên nếu mà bạn lái xe hay đi đường trường á, mà mình phải lái xe á, thì đừng nên uống. Ừ. Đó.
nhưng mà rất là hiệu quả. Cho nên bây giờ mà ai mà nói là bị đau bụng mà cái họ diễn tả cái triệu chứng của họ lên đó là mình khuyên họ nên mua cái này liền luôn. Trong đời mình có hai loại thuốc mà mình tin tưởng mà mình lúc nào cũng phải có, giống mình nói với các bạn lần trước là cái kem bôi bôi mặt á. Trời ơi, nó còn quý hơn là bao nhiêu mỹ phẩm mình mua bên Thái Lan, tổng cộng là 60.000 tiền Na Uy bên Thái Lan á. Thuốc tẩy, thuốc rửa, thuốc kem, thuốc gội đầu, thuốc đủ thứ hết. 60.000, trong khi cái ống kem mà bôi đó có 198 đồng là 200 kroner. Mình hối hận vô cùng tận luôn, nhưng mà nói dù gì chăng nữa thì cái kem mình bôi đó, mình bôi xong mình cũng phải bôi kem khi mình rửa đi rồi đó, thì cái kem kia mình kem thuốc đó mình chỉ dùng được 5 ngày thôi, tại vì nó là thuốc. Chứ còn kem mà dưỡng da thì mình có thể bôi thường xuyên. Thì mình nói hối hận chứ cũng cũng đúng thôi. Mình cũng phải dùng nó thôi. Sau 2 tháng rồi mình cũng phải dùng cái kem 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 thuốc đó mà. Thì cái này rất là tốt. Ai mà có cảm tưởng là mình đầy hơi, bị Hansbrohn, đau dạ dày mà đau ra ngoài phía lưng đó, tức ra tức ngực, tức ra phía lưng này đó. Đó là cái này, chứ không phải là khi mình tức ra đây là mình nghĩ là mình bị thận đâu. Thận không phải nằm ở ở chỗ đó, thận nằm ở phía dưới, tụt xuống dưới đây một chút nè, hai bên này nè là thận đó. Nhưng mà ai mình cũng bị sạn đá thận á, thì họ khuyên mình đừng có ăn muối nhiều, thức ăn có nấu muối. Thì khi mà mình nấu đồ ăn á, mình không bao giờ bỏ muối vô nha các bạn, không bao giờ, chỉ trừ khi nào mình nấu súp á thì mình mới bỏ vô tí muối, tại vì một nồi nước súp bự như vậy thì không có muối làm sao được đó, thì mình bỏ muối. Chứ còn mình xào hay mình nấu hay mình nướng hay mình chiên, mình không bao giờ bỏ muối, bởi vì những cái thịt để mà mình cho các bạn xem á là ở trong đó nó đã có muối rồi, nó đã có muối rồi. Nếu mình muốn thì mình thịt để nó hơi nhiều nhiều một chút đó, rồi khi người ta ăn á thì nên có lọ muối trên bàn, thì họ rắc thêm muối vô tùy theo khẩu vị mỗi người. Chứ còn riêng ở nhà mình á là không bao giờ mình nấu muối, nhà mình không có hộp muối nào hết á. Nếu mà mình ăn dưa chua, dưa món hay gì á, cải cải gì là mình phải rửa lại, mình vắt cho hết cái nước chua nước muối đó đi đó, chứ không có không có dùng. Rồi cà phê mình gì nhà mình mua đường là chỉ trừ khi nào mình làm bánh hay nấu chè thôi, chứ còn không bao giờ mình dùng tới đường. Mình uống cà phê thì mình uống cà phê sữa sữa lon rồi, cho nên mình không bao giờ dùng tới đường. Muối với đường, hai thứ đó là mình hầu như mình mua 10 kg mình chỉ để dành để phòng hờ, là mình nấu chè hoặc làm bánh, chứ không bao giờ dùng hàng ngày, cũng không bao giờ nêm cho nó. Mình không bao giờ nêm gia vị nấu súp gì đó mà mấy người Việt Nam mình thấy hay dùng, không bao giờ nêm đường, không bao giờ nêm muối trong trong thức ăn mình làm hết đó. Nhưng mà bột tỏi thì mình có, gừng thì có, tỏi để nó át đi những cái mùi thịt thịt bên đây mình thấy nó hơi hôi hôi đó, thì nghĩ chắc thịt ở đâu không hôi. Rồi gừng á, gừng rất là tốt đó. Nghệ cũng rất là tốt, nghệ rất là tốt cho bao tử. Dill á cũng rất là tốt. Dill tiếng Việt là gì ta, bây giờ mình cũng quên rồi ta, mọi khi mình hay nhớ cái chữ đó lắm. Dill á cũng rất là tốt, một loại rau cũng rất là tốt. Rồi trong cái Italian mà Creed đó này nè, nó có paracetamol gì đó, cái những cái loại đó cũng rất là tốt. Chỉ có coi như là taco, những cái món taco này á thì cái Creed đó nó là có những cái như là hồi hương á, mình nấu phở đó nó cũng có trong đây. Rồi những cái gia vị của taco nó cũng tốt chứ không có đến nỗi nào. Chỉ có cái là mình giảm ăn những cái đồ món chiên dầu rồi thôi, như ví dụ như chả giò thì con nhỏ Phù Long đó nó thuộc là dân làm biếng, nó nói chứ nó làm chả giò, nó cuộn chả giò xong rồi nó lấy à, nó trét dầu lên trên cái cuộn chả giò xong nó đút vô trong lò nó nướng. Thì mình nói làm gì cũng được, nếu mà mình nghĩ về vấn đề sức khỏe
thì cũng được, nhưng mà mình làm kiểu đó thì cái miếng thịt ở trong nó bị khô. Tại khi mình nướng hơi nóng á, nó áp xuống á thì nó rút hết cái chất craft ở trong trong cái miếng chả giò đi. Còn nếu mình nướng gà nướng thịt á thì nó không có bị khô, bởi vì cái cục thịt nó bự, không? Hoặc là cái miếng, dù là nếu mà miếng thịt mình chặt ra nguyên một miếng thịt cỡ này đi, cỡ 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 này đi ha, nó cũng không bị khô. Tại vì trong cái cơ thịt đó, trong cái cơ thịt đó nó có nước, có xele, nó có gân này nọ. Còn thịt mà thịt mình xay nhuyễn rồi, làm chả giò rồi á, thì khi mình xay nhuyễn nó rồi á thì nó mất đi cái chất xơ đó rồi. Ừ. Cho nên khi mà cái áp lực nóng nó vô á thì cái miếng thịt nó rất là mau khô. Đó, nó không có được giòn như mình chiên trên dầu. À, nó nói ồ vậy hả? Đó. Còn nếu mà mình muốn cho mình kia là mình chiên chưa có hẳn là chín lắm, mình chiên nó vừa hơi vàng thôi, thì mình đút vào trong lò mình thì nướng nóng lại để cho nó giòn, thì bắt đầu nó sẽ chảy cái lớp dầu đó ra ngoài. Đó. Thì cái lượng dầu nó ít đi. Đó. Thì cái cách đó là tốt nhất. Ừ. Chứ còn mà cuốn chả giò xong rồi vét quét dầu lên xong rồi đút vô trong lò nướng nó không có ngon. Ăn miếng thịt ở trong nó khô. Đó. Đồng ý là cái vỏ ngoài nó giòn nhưng mà cái miếng thịt ở trong nó khô, không có ngon. Ừ. Tại vì Naui nó có nhiều đứa nó không có ăn trứng được đó, cho mình đâu có thảy trứng trong nó. Nó cũng ăn không ăn tôm được, mình đâu có thảy tôm vô. Và nếu mà ai mà bỏ vô củ cải rồi vô nữa, bắt đầu nó chảy nước ra, nó bẹp nhẹp luôn, không được. Cho nên mình làm chả giò thì mình không có bỏ củ cải, mình chỉ có bỏ cà rốt thôi, cà rốt vô đó thôi, chứ mình không có để củ cải. Mình thấy củ cải lúc nào nó cũng bẹp nhẹp, mà lúc mình ăn á, mình cắn á, mình cắn á, nó mình lôi luôn cả cái miếng bắp cải. Tại mình bắp cải nhiều khi mình họ có nhiều người họ thái thái chỉ á, nên mình cắn một miếng mình kéo luôn cả cái sợi bắp cải nó ra, mình thấy nó không có sang, không có đẹp, không có hay. Nó hỏi là có bỏ bắp cải không, mình nói không, cà rốt hành là đủ rồi, thịt là đủ rồi. Cái kiểu mà bỏ bắp cải vô giống như kiểu là gọi là chả giò kinh tế cho nó giảm bớt cái lượng thịt đi á. Thôi mình không có làm kiểu đó. Ngày hôm nay mình đi chợ mình mua gì, mình mua cái gì mà tới gần tới 10.000 dữ vậy ta, 9.000 mấy, gần tới 10.000. À, mình mua thêm bao gạo. Bao gạo thì cũng bao nhiêu, 400 mấy. Cái credit đây nè, rất là mắc nha. Cái thái credit đây này cũng nè, cũng ngon lắm. Mình mua này nè, nó có nguyên một hộp kết xù như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy tua cắt nó không có ra nữa. Lúc mình mua cái hộp này cũng là hộp cuối cùng. Rất là ngon. Nếu mình bỏ ít á thì nó sẽ là thái credit đó. Mà nếu mình bỏ cho nó loãng loãng á thì nó thành super. Ừ. Thì hôm nay vô á, ồ thơm dễ sợ luôn. Hôm nay vô thì mình thấy trong xô cắt nó không còn nữa, cho nên mới đầu là mình tính là mình spawn để ra trong sở làm mình làm món súp này, nhưng mà mình thấy trong xô cắt không có bán nữa, cho nên thôi mình nghĩ nó nếu mà còn một hộp thì thôi để mình để dành mình ăn, thì mình mua cái này mình nấu cho thay thế cũng được đó. Đó đó là ngày hôm nay. Ok, mình đâu có mua thịt thà gì mà sao hết 10.000 ta? Để mình nghĩ xem. À, còn cái gì nữa không? Mình khoe. Đúng rồi, không phải là khoe. Nhưng mà mình khi mình nói chuyện á, thì mình kể cho các bạn nghe là những cái gì mình đã trải qua, cho nên tốt hơn hết là nên ngăn ngừa nó lại. À, chứ không có gì hết. À đúng rồi, tại vì mình mua bánh một cái ba cái ổ bánh công là cũng hết 1.500, rồi bao gạo 500 nó cũng 2.000, rồi nguyên cái dàn đồ nêm này của mình một hộp như gì đó 100 mấy, 200, 100 mấy, 200.
chứ không có rẻ đâu nha. Mà bao nhiêu hộp tất cả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Đó. Cứ cho 200 trung bình đi, 200 một hộp đi. À, 12. 2.000, 2.400. Cho 2.500 đi, tại có hộp 200 mấy lượng. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Đúng rồi. 2.500. 2.500 cái credit đó này không á. Ừ. Cho nên cái này mình để ở nhà mình dùng, mình chỉ chụp hình rồi mình giới thiệu cho trên sở để mà cho họ biết rõ rằng là những cái này mình có thể mua về để mình làm. Ừ. À, có nghĩa là mình phải đổi đổi cái chỗ mà thu nhập hàng hóa, chứ còn thức ăn, chứ còn cái chỗ kia thì không có, nếu không có thì không có làm được. Ừ. 2.500, 2.500 cộng với bánh với gạo, 2.000 nữa là 4.500, 4.500 rồi mấy cái đồ rau cải lặt vặt là 5.000, 5.000 rồi cộng thêm 5.000 mình mua gì mình cũng không biết nữa, mà 5.000 nữa là 10.000 á. Mỗi lần mình đi store cost là tốn tiền lắm, nhưng mà mình không có vô đó thường xuyên. À, mỗi lần mình mua là mua một lần như vậy, tại vì mình thấy cái ngày gia hạn nó rất là lâu, có khi cả năm hoặc là 2 năm. Coi, 24 tháng 10. Ôi thấy chưa, đến 2020, cái này là đến đến 2027, 2027 mới 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 hết hạn lượng, lâu lắm. Hôm nay mới có 24 mà, 24, 25, 26, 27, 3 năm luôn. Biết bao giờ mới hết hạn được. Cho nên có 2.500 cũng không sao. Chứ mình ghét lắm, mỗi lần mua mình cứ mua một bịch nhỏ nhỏ, rồi mình xài hết, cái nhiều khi mình quên. Mình quên xong rồi cái là phải đi mua. Mà khi mình đi mua lại, mình mua chỉ có một cái bịch nhỏ, lại phải tốn tiền mua bao nhiêu những cái thứ khác. Ừ. Thì thôi vậy cũng được. Ok. Rồi, cái đó là nói về vấn đề ramen làm món ăn. Thì tuần tới nữa thì mình sẽ dự định, như là tuần tới này thì không nói gì, tuần tới nữa đó thì mình sẽ dự định là chỗ Tài nấu món phở phở bò. Thì coi như là thứ ba tuần tới nữa, chứ không phải tuần tới này, tuần tới nữa, thứ ba tuần tới nữa mình sẽ chỗ Tài nấu món phở cho họ ăn. Đó là mình giới thiệu món ăn Việt Nam. Để mình coi nếu mà không có lật bật lắm thì mình sẽ quay phim cho mọi người xem. Là quay phim trong cái nhà bếp đó. Đó mà mình làm trong cái nhà bếp đó cho mọi người xem. Tại mình là trưởng ca, mình chủ mà. Mình muốn quay phim ai cấm mình đâu. Ừ. À, món phở. Rồi đến thứ năm tuần tới nữa thì mình tính sẽ chỗ Tài làm món bánh xèo. Thì là nếu mà mình làm món bánh xèo á thì mình sẽ làm bột của Na Uy, chứ mình nghĩ mình không có làm bột của mình đâu, thì mình sợ là khi nó ăn vô rồi lỡ nó đau, cũng bị đau bụng giống như mình á, rồi nó khiếu nại mình nữa. Mà đúng ra mình làm cái bột mì á thì nó không có được giòn, nhưng mà nó no lâu. Tụi Na Uy nó bự con, nó ăn mà ăn cái bánh mà giống như vị con gái Việt Nam ăn 5-10 phút sau nó đói rồi. Ừ. Nhưng mà bột Na Uy thì ăn lâu, ăn no lâu. Thì mình tính là mình làm thứ năm tới là bánh xèo, coi như là những cái món đó là những món đặc trưng truyền thống Việt Nam luôn á. Ừ. Rồi từ từ bắt đầu mình mới làm mấy món Mexico rồi India rồi đó. Mấy món này thì tụi nó chắc cũng trước đây cũng làm rồi, hay là ở nhà tụi nó cũng làm được rồi. Còn những cái món của mình thì tụi nó chưa bao giờ làm. Ừ. Cho nên thì trong đó đa số là Na Uy, nhưng mà cũng có hai người Indonesia,
Hai người India, hai người Indonesia. Không thấy người Tàu. Thì lúc mình vô thì họ cũng rất là cởi mở. Lý do mà họ đuổi cái người kia đi là cái bà Na Uy đó thì bả hơi hơi khó khăn, có nghĩa là bả kiểu làm như tôi lớn tuổi rồi, tôi là vai mẹ của các anh các chị gì đó, đó cái đại khái kiểu như vậy á. Rồi bả làm đồ ăn bả rất là hà tiện á, đó, thì công nhân viên ăn đa số họ khiếu nại là họ họ không có no, thấy tội nghiệp. Bả nướng mấy miếng medistico kia á, đó, mà bà đứng đó bên cạnh cái khay medistica kia, bà canh chừng, bà nói mỗi người một miếng thôi nha, mỗi người một miếng thôi nha. Cái lỡ ai mà gấp hai miếng á, bà nói mỗi người một miếng thôi, cái người ta bỏ vô dĩa rồi người ta phải trả ra lại. Có một thằng Na Uy mình, nó quê nha, nó quê nó cũng bị, nó gấp hai miếng nó bị bà nói vậy. Cái nó nói chứ hồi trước cái giờ là tôi gấp hai miếng không à, sao không thấy ai nói hết, sao bây giờ có cái luật mới kỳ lạ quá vậy. Nó làm lơ luôn, nó gấp hai miếng. Mà có mình đứng ở đó nữa, mà mình mới vô ngày đầu tiên nữa, nó quê với mình chứ. Đó. Có ai mà bỏ vô dĩa rồi, gấp vô dĩa rồi mà phải gấp ra không, thì gấp ra mới là quê á, phải không? Thấy bà này thấy hơi kỳ cục á đó. Đó. Mà cuối cùng biết sao không, cuối cùng còn dư ba miếng, bà gói bà mang về nhà. Bà không cho con người ta gấp hai miếng, tại vì á trong đó thì đương nhiên có người ăn có người không ăn, có người vegetarian ví dụ vậy họ không có ăn đâu. Thì cái người không ăn thì cái người thích ăn thì cho họ hai miếng có sao đâu. Trời ơi, của gì của bả đâu không, mà nghe nói là luật là mình được quyền quyết định best em hoàn toàn mà, đâu có luật ở trên xuống là một miếng hai miếng gì đâu, không có xếp ở trên giao xuống là một miếng hai miếng gì, mà cũng không có đưa ra cái budget á là cái vấn đề chợ búa ăn uống nấu nướng một tháng là bao nhiêu, họ không có, chưa có nó, họ nói như vậy. Cho nên mình thấy là bà này cũng hơi khó chịu, mà đã vậy còn mang về nhà nữa ta ơi, còn mình thì mình ngược lại. Mình xách từ nhà đi, mình mua hết tất cả ngày hôm nay là 6.000 đồ lặt vặt này như nãy mình tính, còn 4.000 kia là gì mình chưa tìm ra, mình phải coi trong cái fit đi. Chắc 4.000 kia là mình mua những cái lặt vặt để ở nhà mình ăn, còn cái này là mình dự định là mình mang mang lên đó. Nhưng mà mình mang lên để lúc nào cần thiết coi, gọi là backup cho mình á, để mình đừng có bị quê á. Có nghĩa là khi mình ra menu rồi mà mình đặt hàng không có những cái mà mình ra menu á, thì mình lấy ở nhà mình mang đi để đỡ quê á. Như là lỡ bẻ mặt là một người đầu bếp là ra menu rồi nhưng mà đến ngày đi ăn thì không ra cái món mà ra menu, hoặc là bị trái ngược hoặc là sai gì đó. Cực như cho nên những cái này là của ở nhà mình bỏ tiền túi ra mình mua, nhưng mà một hình thức gọi là backup, secure. Lỡ mà trên sở không có hoặc là làm không được thì mình mang ở nhà đi để cho nó thành công. Rồi nếu mà họ nếu mình mua được mình lấy lại được thì ok, hoặc trả họ trả tiền lại được thì ok. Cho nên mình những cái bằng chứng mà mình quay phim mình nói chuyện đây cũng là một cái bằng chứng đó, là mình móc tiền túi rồi mình mua chứ không có sở nào mà trả ra cho mình hết. Mình thuộc loại đầu bếp thứ thiệt, đâu có gian lận. Nhưng mà trước tiên mình sẽ trổ tài làm món món ăn Việt Nam trước, rồi những cái món của mấy nước khác thì từ từ tính sau. Nước của mình phô trương món ăn của nước mình trước đã đó. Còn món ăn nước của anh ta là tính từ từ. Đó là một ngày hôm nay như vậy. Hôm nay mình nói chuyện thì không có trang điểm, không có quần áo mới đi chợ về.
Mới đầu mới vô đề thì thấy cũng hơi mệt mỏi. Ừ. Đứng lên đứng xuống nhiều. Tại mình mới vặn cái kệ xong á. Ừ. Đó. Thì hôm nay thứ sáu thì lúc người ta đi về, người ta chào mình ta về, thì người ta cũng hỏi là mình cảm nhận như thế nào sau 2 ngày làm việc ở đây, có cảm thấy thích thú không, và mình có muốn tiếp tục làm ở đây không trong tương lai. Thì mình nói chứ hồi xưa là mình làm trong ngành điện tính, máy tính, mình làm trong nhà băng. Nhưng mà thời gian sau á, thì này mấy năm mấy chục năm về sau này thì mình làm trong về ẩm thực. Nhưng mà mình cả hai công việc mình đều yêu và thích hết. Thì mới đầu thì mình mắc cỡ là từ người làm về IT, Information Technology, mà bây giờ đi chạy bàn rồi nấu ăn rồi làm nhà bếp rồi quét dọn sau khi nấu ăn rồi bưng hốt rửa rồi gì đó. Đó. Thì mình mới đầu mình mắc cỡ, nhưng mà sau khi người ta ăn á, người ta được mình cho uống bia rượu thoải mái, họ hí ha hí hửng, họ khoái, họ họ tâng bốc, họ nói tốt với mình, họ khen mình, họ cười, họ ôm hôn mình, họ đủ trò đủ chuyện á. Thì các bạn cũng biết rồi, khi mà mấy người say xỉn rồi là có ai khóc đâu. Mà mình đàn bà Á Châu nữa, cho nên mấy ông Na Uy thì mấy ông hay thì khen nữa. Ừ. Cho nên mình cũng quên đi cái chuyện là hồi trước là mình làm trong nhà băng, rồi mình làm về information technology, về làm computer rồi này nọ, mình cũng quên hết. Ừ. Thì mình cũng giải thích như vậy đó. Cho nên bây giờ đối với mình cái quan trọng là mình làm những cái gì mà mình cảm thấy yêu và thích. Ừ. Chứ không có nhất thiết là phải như hồi trẻ là phải tranh đấu vì đồng tiền, vì cái mức lương, hoặc là cái danh vọng. Đó. Đối với mình bây giờ một đàn bà gần 60 rồi thì cái đó nó không là quan trọng nữa. Cái quan trọng là mình làm cái gì mình cảm thấy yêu thích, cho cái thời gian nó qua mau. Còn đương nhiên là làm trong nhà bếp rất là mệt nha bà con, không có giống làm trong như ngày xưa mình làm văn phòng, làm IT đâu. Nói chứ IT cũng mệt lắm. Hồi xưa mấy cái máy computer nó nặng, mấy cái sàn á, chà bá mười mấy 20 kg. Sau này mới có mấy cái laptop mỏng mỏng nhẹ nhẹ, chứ hồi xưa cũng làm mình làm cũng nặng lắm. Rồi cũng phải chui xuống gầm bàn rồi gắn dây điện rồi vô này nọ, ở dưới gầm bàn nhiều khi nó bụi bặm lắm chứ. Thì đúng ra nói thiệt chứ không có nghề nào mà sung sướng đâu. Ừ. Còn làm về economy cũng phải căng thẳng đầu óc lắm. Một con số sai là sai một ly đi một dặm, mà họ cũng phải căng thẳng lắm chứ. Thấy họ không có di chuyển physics thôi, chứ còn đầu óc họ cũng rất là căng thẳng. Nói thiệt khi mà đi làm thì không có nghề nào mà gọi là nó nhẹ nhàng. Mà khi mình nhận đồng tiền của người ta, mình phải có trách nhiệm. Ừ. Phải có ý thức đó. Thì cũng không có hỏi là ngồi chơi xơi nước. Thì mình cũng giải thích với họ là bây giờ đối với tôi thì tôi làm những cái nghề tôi thích thôi, và tôi rất là thích nấu ăn, cho nên tôi yêu nghề. Thì đối với tôi không quan trọng là phải làm ở đâu. Thì mình có giới thiệu cái YouTube của mình không có giới thiệu Facebook, nhưng mà mình giới thiệu cái YouTube của mình đó. Max Daniel Vlog của mình á, cho mấy người đó, là mình trong đó mình có làm mấy cái upskip á, ghi mấy món ăn này nọ đó, ai cũng xin. Thì mình đang suy nghĩ nữa, thứ thứ ba này có gì đặc biệt không nữa không, vui vui nhộn nhộn không, mình sẽ làm thêm. Thì mình nghĩ chắc một ngày như vậy chắc là mình quá mệt mỏi luôn, cho nên cái bữa ăn mà ăn ăn tối sau giờ làm việc đó mình hủy rồi, tại mình nghĩ mình không đủ sức đi đi ăn ăn tối thêm nữa. Mình nghĩ ăn một buổi trưa hôm thứ ba đó, với lại mình phải làm việc những cái món ăn hơi đặc biệt này, mình nghĩ chắc là mình không
Không thể đi ăn tối vào ngày đó nữa, như vậy là đủ rồi. Chắc là mình cũng sẽ trang trí cái phòng đó cho nó có vẻ bush đó phầy đi một chút. Cho nên mình nghĩ chắc như vậy là đủ rồi, chắc mình không có đi ra ăn ở ngoài nữa đâu. Không phải là mình sợ tốn kém, nhưng mà không đủ sức để mà phầy ra nhiều nhiều giờ. Nếu có thì tối tối về mình lên direct, mình nói chuyện trên Facebook hay lên trên YouTube sau khi ăn uống như vậy thôi, chứ còn chắc là không đâu, mình hủy rồi. Ok các bạn, ngày hôm nay là thứ bảy. Thì mình tâm sự cũng cũng là nhiêu đó. Rồi chủ nhật, hôm nay thì mình cũng đi, đúng rồi, nãy mình cũng mới đi sửa xe rồi. Mình rửa xe rồi nhưng mà mình chưa có hút bụi trong xe, chưa có lau ghế trong xe. Thì ngày mai chủ nhật, thì mình tính làm chuyện đó. Với lại để mình tìm mấy cái đồ mà để mình trưng sinh nhật á, không biết nó ở đâu, phải tìm ra, mình trưng sinh nhật, bong bóng, thổi bong bóng rồi dán giấy trong căng tin á, mình tính gì đó cho nó vui vui. Hồi mình còn trẻ mình mắc cỡ lắm mỗi lần mà tổ chức sinh nhật đó, nhưng mà bây giờ mình già thì mình lại thích nha. Chắc có lẽ là mình thấy mình sợ chết là mình còn sống ngày nào cho cái lứa tuổi mà sắp 60 mình còn sống ngày nào là mình mừng cho ngày đó đó, không bệnh hoạn, không không có gì hết, không tai nạn, không gì hết, cho nên ngày sinh nhật của mình tới sao mình cảm thấy vui vui. Chứ còn hồi trước mà mỗi lần đến sinh nhật là mình làm lơ, mà ai mà tới chúc mừng mình mắc cỡ, mình thấy khó chịu lắm. Mà sao bây giờ là mình nghĩ chắc là như vậy á, chắc là mình sợ chết, nghĩa là mình sống được ngày nào thì mình vui ngày đó. Với lại đặc biệt là sinh nhật mình năm nay nó có con số rất là đặc biệt, con số nó 20, 02, 24. Có một năm cũng rất đặc biệt, nhưng mà năm đó thì mình đi 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 Pháp chơi rồi đi Mỹ chơi, mình đi một mình à. Năm nay mới là có một vài người, có những người trong sở làm mình chia sẻ họ đều biết hết đó. Rồi mình tung tiền ra mình bao mua 1.000 mấy đồng tiền bánh, chứ ngoài khi là mình không không có, mình im lìm mà không có tốn kém cái gì hết đó. Nghĩ chắc 60, mình nghĩ 60 mình có gọi điện thoại nói chuyện với cô mình. Thì mình, tại vì cô mình á thì có một người con đầu lòng á, cũng cùng tuổi với mình. Rồi bác của mình bên Việt Nam cũng vậy, có một người con thì gọi là, mình gọi là chị đó. Thì chị cũng bằng tuổi với mình luôn. Thì hồi xưa mình nghe kể đó là bác của mình á là chị của bà mình ha, có bầu đó. Cũng một năm rồi, rồi ba mình là em của bác mình đó, là cũng có má, lấy má mình, thì má mình cũng có bầu trong năm đó, là em dâu của bác mình đó. Rồi cái cô bên Mỹ á, là em của ba mình đó. Rồi trong năm đó cái cô em của ba mình cũng có bầu. Trong một năm đó, năm 1966, ba bà cùng có bầu và ba bà cùng sanh cùng một lúc, nhưng mình là người được sanh trước tiên hết. Mình sanh tháng 2, mình sanh là coi như mấy ngày sau Tết hay mấy ngày trước Tết gì đó, mấy hình như là 1 hay 2 ngày sau Tết. Cho nên mình đuôi rắn đầu ngựa, hay gì đó mình không, đúng rồi, đầu ngựa đuôi rắn, thì đầu năm con ngựa của cuối năm con rắn,
coi như là chỉ có mà mình xin 2 giờ đêm nữa. Mình xin 2 giờ đêm ngày 20 tháng 2. Đó, là con số 2, số chẵn thôi á. Ừ, số 66 cũng là số chẵn luôn. Là mình là con tất cả là đều con số chẵn hết. Mình sinh ngày 20 tháng 2 năm 66 lúc 2 giờ đêm. Đó. Tất cả là đều là số chẵn hết. Đối với mình tất cả đều số chẵn hết. À, cho nên trong đời mình không có số 1, không có số lẻ. Số chẵn. Cho nên mình mua cái gì mình cũng mua đôi nha. Đúng rồi, bây giờ mình nói ra mình mới sực nhớ. Mình mua cái gì mình cũng mua đôi hết á. Bất kỳ cái gì cũng vậy. Tại vì mình nghĩ có một cái này thì phải có một cái kia, lỡ cái kia hư thì có cái này. Mình không có nói xạo các bạn đâu nha. Để mình quay trong nhà cho các bạn xem nha. Cái gì mình cũng mua đôi hết đó. Không biết tại sao bây giờ nói ra mình mới biết là mình sanh ngày 20 tháng 2. Rồi sanh vào lúc 2 giờ năm 1966. 66 mà chia cho 2 thì là 4, chia cho 2 nữa cũng 2. Không? Đó. 6 chia cho 2. Đó. 26 thì 12. Không? Chia 6 mà chia đôi ra thành 3. Ừ, không được. 6 chia 2, con số 6 mà chia 2 là thành 3, không phải. Cái đó thì không đúng. Nhưng mà 66 cũng là số chẵn. Ừ. Bây giờ mình nói mình mới sực nhớ ra như vậy. Đó, thì trở lại là trong gia đình nhà mình thì ba người đều ba bà đều sanh cùng một một năm, nhưng mà mình là sanh trước, mình tháng 2. Rồi đến cái cô em của ba mình á ở bên Mỹ hiện giờ đó, con đầu lòng của cổ cũng sanh vào cùng một năm nhưng mà sanh vào tháng 4. Rồi người con gái của bên bác mình á hình như là sanh tháng 6. Ừ. Đó. Thì chỉ có mình là lớn tháng hơn. Nhưng mà đối với cô Việt Nam thì mình là vai nhỏ. Ừ. Thì mình dự định nói mình có nói với cổ là hay là thôi để tháng 2 2 năm nữa cháu sang bên Mỹ, rồi cháu với người em của mình cùng tuổi đó. À, em cô cậu đó. À, tên là Tuấn, hay là thôi mình tên Thư. Thì cậu đó tên Tuấn, cũng vần T luôn nha. Ừ, vần T. Thì qua đó là hai chị em làm sinh nhật kỷ niệm 60 tuổi cùng một lúc. Ừ, tại vì mình bên đây thì mình cũng không có gia đình, không có bạn bè, không có ai hết. Đó. Tuấn thì cũng cái cá tính, Tuấn cũng giống như mình, ít có giao thiệp lắm. Tuấn là kỹ sư, học ra kỹ sư, đi làm cũng là kỹ sư. Kỹ sư về cũng về computer technique, programming, giống như mình ngày xưa, nhưng mà cái chức vị học vấn cao hơn. Đó. Có làm ở bên Đức, làm công ty bên Đức bao nhiêu năm, có đi đi về về Houston, Đức, Houston, Đức, Houston, Germany. Thì nghĩ chứ là chắc là hai chị em tổ chức làm sinh nhật 60 năm ở bên Mỹ. Mình tính vậy. Hoặc là mình có dự định mình đi Nhật, mình tìm lại cái trại tị nạn của năm 1980 mình qua đó đó. À, mình tìm lại. À, thì lúc mình đi, lúc đó mình 15, 16 tuổi. 16 tuổi. Thì bây giờ mình 60 tuổi, 16 tuổi. Thì mình tính khi mình tròn 60 tuổi, thì mình qua mình tìm lại cái chỗ mà cái trại tị nạn. Họ đã cứu vớt mình sống ở đó trước khi mình qua Na Uy. Đó, thì mình có hai hình thức. À, mình định là để mà kỷ niệm mình 60 tuổi. Mình hy vọng mình sống được sống 2 năm nữa đến 60 tuổi, đại khái vậy. Đó, dự định của mình vậy là như vậy. Thì bây giờ để mình cho mọi người xem cái món, những cái món hàng, một vài món đồ mà mình luôn muốn mua là hai, lúc nào cũng là hai hết. Ừ, để cho mọi người xem. Nhưng mà để mình quay cái điện thoại ra phía sau chỗ nào ta. Đây. Các bạn xem đây một cái đèn ha.
một cái đèn để bàn ha. Đó, một cái để bàn. Nhớ nha, đây là một cái đèn đèn để bàn. Thì trên đây cũng có một cái đèn để bàn giống y chang như vậy. Đúng không? Nó là một đôi. Đó. Rồi. Ở đây mình có một cái đèn đứng. Đây mình có một cái đèn đứng. Ha. Thì ở phía bên đây mình cũng có một cái đèn đứng. Y chang vậy luôn. Ừ. Đó. Đó là nguyên nhân là mình muốn cái gì mình mua hai. Rồi đây mình có hai hai cái lọ để đổ cà phê không, cũng là hai. Đó. Rồi rồi cái ấm trà đây cũng vậy, cũng là hai ấm trà. Đó. Mình cũng mua hai cái ấm trà. Đó. Hai cái ấm nước sôi để chế trà cũng là hai. Hai cái lọ để đường cũng là hai. Đó. Không hiểu sao mình phải là mua là hai. Đó. Còn cái mà cái uống mà uống espresso cũng là hai. Đó. Cái gì cũng hai á. Một ngày thứ bảy, một ngày thứ bảy rồi cũng qua. Bây giờ mình hôm nay mình có mua được giá với lại rau ăn phở thì mình sẽ đi dọn cho sạch cái nồi phở rồi mới tắm rửa rồi đi ngủ. Ừ, mình còn có một mình muốn khoe nữa là cái rau ăn phở ở Việt Nam hồi xưa đó là người Na Uy bên Việt Nam người ta bên Na Uy người ta nhập qua đó, người ta mua những một trong bỏ trong bó thì qua bên đây xứ lạnh đó, chỉ có một vài ngày là nó hư. Nhưng mà bây giờ người ta nghĩ ra một cái cách là ta bứng luôn nguyên cái cây, ta bỏ vô trong cái chậu người ta bán. Ừ, thì nó để được lâu hơn mà mình mua về mình cũng để được lâu hơn. Cho nên á, bây giờ thử mình ăn phở là mình mua nguyên cái lọ đó luôn, nguyên một cái chậu đó luôn để mình quay cho mọi người đó, nguyên một chậu luôn, tốt lắm. Mà để lâu lắm, mà hồi xưa mình không biết, mình cứ cứ tưới nước á, mình phun nước mình tưới lên trên đây nè đó là nó chết. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi là mình đừng có làm vậy, mình đừng có đây nè, mình đổ nước ở xuống dưới phía dưới á, phía dưới này nè đó, chứ đừng có phun nước ở trên. Mình phun nước ở trên này á là nó chết cây á. Cái rau này khó khó trồng lắm, khó khó giữ lắm. Trời, nó thơm lừng luôn vậy đó. Cái rau này mà để lạnh á cũng chết, mà tưới nước lên trên đây á cũng chết. Đó, nó chỉ có cái là mình cho nước xuống dưới đây nè, mà đặc biệt á là nước trà, nước trà mà mình thay vì mình đổ đi á, cái bình bình nước trà mình đổ đi á thì mình đừng có đổ xuống ống cống, mình đổ vô đây nè là nó tươi lắm. Nước trà hay là nước trà thôi. Nước cu la, ví dụ như cu la mà nước cu la mà mình uống mà mình bỏ đá xong rồi mình còn thừa, mà thay vì mình đổ đi mình rửa ly đó, đó mình đổ vô mấy cái chậu cây nó tốt lắm. Hoặc là nước trà, mấy cái ấm trà mà mình xúc bình trà này nọ đó, mình còn lại một chút á thì mình chế nước vô cái ấm trà đó, rồi mình mới tưới vô cái cây này đó, thay vì mình vứt cái nguyên cái bã trà đó đi. Đó, mình lọc lại thêm một lớp lớp nước nữa mình đổ vô đây là cây cối nó tốt lắm. Ừ, đó là những cái gì mình biết. Ok, đó, nhà đồ ăn quá trời luôn á,
mà còn mua về nữa. Đó. Tại vì á, cái tính mình á, mà nấu đồ ăn á, không nấu thì thôi. Mà khi mà nấu á, nó thiếu thiếu á, bực mình lắm. Tại vì món ăn nó không không có ra món ăn. Tay thì cũng ra tay, tàu cũng ra tàu. Thì thôi đừng nấu. Đi ra mua cái phần xe với hamburger ăn cho nó xong chuyện, phải không? Còn nếu mà đã nấu thì phải đầy đủ. Đó. Mà không làm thì thôi. Đó là lý do mình ở một mình, mà khi mua là mua cái gì mua cũng mua nhiều. Tại vì mình ở thích ở phi trường, từ chỗ mình mà đi tới chỗ mà mua đồ ăn Á Châu á là phải vô trong Oslo, đi vô trong phố, qua bao nhiêu cái bum, ba bốn cái bum, rồi tiền xăng tiền xe, cho nên là mua một lần luôn, cho nên nó mới nhiều như vậy. Nhưng mà mình cũng để ý là cái ngày thì thời gian hết hạn, bao lâu thì nó mới hết hạn. Ok, ho đẹp đó, lùi xùi bà lai tai, nghĩa là lùi xùi còn nói chuyện bà lai tai. Ok, ho đẹp, chào chào.